Những phương tiện này không phải chẳng may đi nhầm xuống ruộng. Họ đang qua lại trên một con đường. Đoạn đường chỉ dài gần 10 km, nhưng vào mùa mưa, các phương tiện phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể vượt qua. Tình trạng này đã kéo dài gần 2 năm nay và là nỗi ám ảnh của những người dân ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mỗi khi mùa mưa về. Con đường này được khởi công từ tháng 11 năm 2015, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 4 km đường lầy lội, trong đó có 3 đoạn khủng khiếp nhất với tổng chiều dài gần 2 km. Vào mùa mưa, xe ba gác chở hải sản từ ấp Rạch Tràm ra xã, khi bị mắc lầy phải đứng chịu trận chờ người khác đến đẩy xe tiếp. Có khi chờ lâu quá khiến hải sản bị hư hỏng, phải ngậm ngùi quay trở về. Mới mưa đầu mùa thôi mà thấy nó quá xấu. Cái đường này thì coi như là 2 năm rồi, lúc trước đây thì là nó còn chạy được là lúc công trình lộ chưa có làm. Nó là còn con đường thiên nhiên thì dân ở đây là ở dân ấp Rạch Tràm mình đi tới lui qua lợi nó cũng mặc dù nó có khó khăn nhưng nó cũng không đến đổi lầy như bây giờ. Năm rồi đi được khúc bên đó. Năm rồi nó bắt dĩ á. Đi được khúc bên đó thì là năm nay rồi Tết tới giờ vậy đó. Con đường lầy lội này khiến người dân ở ấp Rạch Tràm gặp nhiều câu chuyện oái âm. Mùa mưa năm 2017, có người trong ấp qua đời nhưng không thể mang được quan tài từ ngoài xã vào ấp. Người dân chỉ còn cách cuốn thi thể mang ra nghĩa trang khâm liệm và an táng. Ông Trần Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm cho biết, đoạn đường này do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc làm chủ đầu tư. Do thời gian gần đây mưa quá nhiều nên không thể đưa xe vào thi công. Phía đơn vị thi công hứa khi nào trời nắng sẽ gấp rút hoàn thành công trình.